Ở Nhật Bản có một loài ma quỷ có tên là Bokiwan, nghe nói nó sống sâu trong vùng núi xa xăm, thích mang đi những đứa trẻ hư và tấn công những người cha mẹ không yêu con cái. Nhà của Hideki dạo này đang bị Bokiwan để mắt tới. Mọi chuyện phải nói từ một năm trước, khi đó Hideki đang làm việc ở công ty, đồng nghiệp đột nhiên nói với anh, dưới lầu có người tìm con gái Chiza của anh. Hideki cảm thấy kỳ quái, Chiza mới 3 tuổi, ai lại đến công ty của anh để tìm? Dù vậy anh vẫn xuống lầu nhìn xem, không có người nào hết. Khi anh tìm đồng nghiệp để hỏi lại thì người này đột nhiên không nhớ được họ tên của người kia, đến ngoại hình cũng không nhớ. Hideki thấy buồn cười, ít nhất cũng phải nhớ được ngoại hình chứ. Kể từ đó người bạn kiêm đồng nghiệp này bệnh mãi không khỏi, đấu tranh ở trên giường bệnh một năm cuối cùng cũng ra đi. Hôm nay sẽ mang đến cho các bạn bộ phim Kuru. Sau khi đồng nghiệp mất, trong nhà Hideki bắt đầu xuất hiện những chuyện kỳ quái. Anh mơ lại những chuyện hồi nhỏ. Khoảng thời gian đó anh luôn có thể nghe được trước cửa nhà có âm thanh kỳ lạ gọi từng tiếng tên anh, là Bokiwan muốn mang Hideki đi. Vì để giữ mạng nên anh đã nói dối trong nhà không có ai gọi là Hideki, nhưng trong giấc mơ Bokiwan lại gọi tên con gái của anh. Hideki giật mình tỉnh giấc, anh phát hiện con gái nửa đêm không ngủ, lại đứng ở sau lưng mình, khuôn mặt mếu máo nói. Hideki chưa rõ con gái nói cái gì. Một ngày về nhà, toàn bộ bùa hộ thân treo trên cửa đều bị phá hỏng rơi đầy đất. Đột nhiên có tiếng điện thoại dọa anh giật mình, càng đáng sợ hơn đó là đầu bên kia của điện thoại chính là âm thanh quen thuộc khiến người khác nổi da gà. Hideki cảm thấy không ổn. Ngày hôm sau, thông qua sự giới thiệu của người bạn con, hai người đi tìm một thần bà sống ở khu đèn đỏ, cô tên là Makoto, cả đầu tóc hồng. Khi hai người đến, Makoto vẫn đang trong trạng thái say xỉn. Đẩy đẩy mấy cái, vẫn không nguyện ý tỉnh dậy, mãi cô mới cầm lấy tay của Hideki, trong chớp mắt liền biết nhà anh gặp phải chuyện lớn. Makoto nói với Hideki, chỉ cần đối xử tốt hơn với vợ, Bokiwan sẽ không tìm đến anh nữa. Hideki vừa nghe liền tức giận bỏ đi, anh là một người cha, người chồng rất nổi tiếng trên mạng, fan hâm mộ có hơn triệu người, mỗi ngày đều cập nhật tình hình mới của vợ con, không có ai nói anh làm không tốt, một đứa con gái ở khu đèn đỏ thì hiểu gì về nuôi dạy con cái. Đến tối Hideki về nhà, không ngờ lại thấy con và Makoto trong nhà mình. Makoto nhìn thấy anh, thái độ thay đổi 180 độ, lập tức đứng lên nói xin lỗi anh và đồng ý đảm nhiệm việc của nhà Hideki, cô nhất định sẽ làm tốt. Mấy ngày tiếp theo, Makoto cứ ở trong nhà anh, một bên giúp đỡ chăm sóc Chiza, một bên kiểm tra tình hình. Quả nhiên đến một ngày xảy ra chuyện lạ, đồ đạc trong nhà đột nhiên rơi vỡ, bùa hộ thân mới mua bị không khí xé rách. Makoto kết ấn hét to một tiếng, máu mũi không ngừng chảy ra. Nó đi rồi, tiếng chuông vang lên khiến mọi người chấn tỉnh, là điện thoại của Makoto, cô nhanh chóng tiếp máy, nhưng khi nghe xong đối phương nói thì rất kinh ngạc, hóa ra điện thoại tìm Hideki, người ở đầu dây bên kia là chị gái Makoto, thần bà mạnh nhất Nhật Bản Kotoko, thông qua điện thoại nhìn thấy hết mọi thứ, cô nói với Hideki, nhà của anh đã bị Bokiwan để ý rồi, đạo hạnh của Makoto vẫn còn thấp không thể đẩy lùi nó, ngược lại còn chọc giận nó. Khoảng thời gian tiếp theo Bokiwan sẽ tiến hành trả thù, bây giờ anh đến phía tây cửa sổ sát đất, nhìn ở đó xem có cái gì. Hideki theo chỉ thị đến ban công nhìn thử, nhìn xong anh bị dọa tới toàn thân nổi da gà. Hóa ra mấy con sâu đó đang dẫn đường cho Bokiwan. Tiếp theo Kotoko nói với anh, cô sẽ tiếp quản vụ này, đợi xử lý xong mấy vụ án trong tay sẽ lập tức quay về giúp đỡ. Mấy ngày tiếp theo họ dựa theo chỉ thị của cô chị đi tìm một vu bà rất nổi tiếng, như vậy có thể an toàn đợi đến lúc cô trở về. Hideki rất nhanh đã tìm được vu bà ở một quán ăn, anh vừa ngồi xuống vu bà đã nghiêm mặt nói. Cùng lúc đó chuông điện thoại reo, vu bà bảo anh nghe điện thoại nhưng ngàn vạn lần không được trả lời. Hideki khẩn trương nhận điện thoại, ngoài ý muốn nghe được âm thanh của Chiza, anh thở ra một hơi muốn nói chuyện, con lập tức bịt miệng anh, sau đó âm thanh biến thành tiếng của người bà đã mất. Hideki sợ không dám nói chuyện, âm thanh lại thay đổi biến thành đối thoại của anh và vợ. Hideki tức giận đứng lên phản bác, cùng lúc đó có người ngồi ở phía sau, tay đột nhiên chảy rất nhiều máu, dọa mọi người hét lớn. Khi bình tĩnh lại, một bên tay của vu bà không biết đã bị cắt từ bao giờ, sau đó cánh tay máu lùi ra khỏi tiệm ăn, đi về hướng nhà Hideki. Chiza có thể gặp nguy hiểm, con nhanh chóng nhắc nhở Hideki, bảo anh mau về nhà. Hideki do dự, vẫn gọi một chiếc xe chạy về nhà. Trên đường về điện thoại lại reo, là Kotoko, cô bảo Hideki trở về nhà, đổ nước vào tất cả bát trong nhà rồi bày ở hành lang, đập vỡ tất cả gương, gói thật kỹ những đồ vật nhọn, cô muốn thi pháp từ xa, tất cả chuẩn bị tinh thần. Nhưng đột nhiên Hideki nhớ tới cái gì, đạp đổ mấy cái bát chạy vào trong phòng, đập vỡ cái gương cuối cùng. Lần này thực sự đã chuẩn bị xong, một trận gió lạnh thổi tới.
Nó sắp đến rồi. Lúc này điện thoại trong nhà đổ chuông, Hideki bỏ di động xuống muốn nghe điện, Kotoko lại ngăn cản anh. Sau đó điện thoại tự động chuyển tới chế độ để lại lời nhắn. Không ngờ đầu bên kia cũng là tiếng của Kotoko. Cô nói Hideki phải lập tức rời khỏi nhà ngay. Những gì anh đang làm đều là mưu kế của Bokiwan. Nếu như không kịp thì hãy nhanh chóng cầm dao đứng bên cạnh tấm gương. Bokiwan sợ nhất là gương. Hideki cảm thấy mơ hồ, di động và điện thoại bàn đều truyền đến âm thanh của Kotoko. Anh nên tin ai đây? Rất nhanh hiện thực đã cho anh đáp án. Chỉ thấy âm thanh trong di động dần dần thay đổi. Cuối cùng không phải là âm thanh khiến người khác dựng tóc gáy kia sao? Bây giờ nói cái gì cũng đã muộn. Một đôi chân xuất hiện ở cửa, giây tiếp theo liền dùng hành động kỳ quái chạy qua hành lang đầy những bát nước. Hideki chưa kịp phản ứng gì đã bị Bokiwan giết chết. Sau khi anh mất, chuyện kỳ lạ vẫn không dừng lại. Người vợ Kana bắt đầu không ngừng nhìn thấy bọn sâu. Cô tìm Makoto giúp đỡ chăm sóc Chiza. Một hôm khi Makoto giúp Chiza tắm gội, ngoài ý muốn phát hiện trên lưng cô bé có mảng lớn bầm tím. Hóa ra Chiza vẫn luôn bị mẹ ngược đãi. Makoto không nói lời nào. Tối hôm đó Kana tìm cô nói chuyện phiếm, nhìn thấy cô đối xử tốt với con gái mình nên hỏi Makoto có phải rất thích Chiza không. Makoto chỉ cười cho có, rồi Kana nói nếu cô thích thì tặng cho cô đấy. Lời vừa mới nói, Chiza ở bên cạnh đột nhiên đứng lên, mở miệng ra lại là âm thanh của Hideki. Makoto cảm thấy không ổn, ôm lấy cô bé, bắt lấy khí ức ô uế chạy ra ngoài ban công, đồng thời bảo Kana mau chóng đưa Chiza chạy trốn. Giây tiếp theo máu tươi phun tứ phía bên ngoài ban công. Kana ôm con gái chạy ra ngoài, đi đến quán ăn có nhiều người mới yên tâm hơn. Nhìn con gái ăn cơm ở bên cạnh, cô nghĩ ra một cách tàn nhẫn. Kana không ngừng xin lỗi cô bé, sau đó mang con gái vào trong nhà vệ sinh, dự định vứt bỏ con bé ở đây. Đúng vào lúc này, bên ngoài vọng tới âm thanh của Bokiwan. Kana cứ như vậy bị giết chết, Chiza cũng bị Bokiwan mang đi mất. Bây giờ bố mẹ cô bé đều mất, chỉ còn dựa vào Makoto cứu. Nhưng trận đấu tối hôm qua đã suýt khiến cô mất mạng. Bây giờ Makoto đang nằm trên giường bệnh đấu tranh giành sự sống. Cuối cùng Kotoko cũng đến, đúng là thần bà mạnh nhất Nhật Bản. Chỉ thấy cô đứng bên giường châm điếu thuốc, sau đó thổi mạnh một hơi vào người em gái. Phật ô uế trên người Makoto trực tiếp biến mất, người cũng dần dần tỉnh lại. Kotoko nói với em gái, chuyện này em không cần quản nữa, chị sẽ giải quyết hết. Không đợi Makoto hỏi tiếp, cô đã bị làm cho hôn mê. Kotoko bắt đầu sắp xếp nghi thức trừ quỷ, bởi vì ngày kia còn một đơn hàng lớn nên cô dự định dùng luôn ngày mai để giải quyết Bokiwan. Kokoto mời tới cảnh sát trưởng Takagi, muốn ông dùng lý do dò dỉ khí ga để sơ tán người xung quanh khu nhà của Chiza và phong tỏa khu vực đó. Takagi rất cẩn trọng đồng ý yêu cầu này. Tiếp theo, Kotoko đón mấy người vu sư nổi tiếng từ khắp nơi trên Nhật Bản, hợp lại thành một đoàn trừ ma, đồng thời cho xây dựng một đàn tế thật lớn. Đã đến giờ lành tiến hành trừ ma, một nhóm vu sư bắt đầu thi pháp. Khi trăng sáng lên cao, gió lạnh thổi qua, các vu sư giống như lâm đại địch. Tiếng niệm kinh ngâm sướng không ngừng vang lên, mà sự phản kích của Bokiwan cũng bắt đầu. Đột nhiên mặt đất nứt ra một đường lớn, một trận động đất khiến đài tế sụp đổ. Vu sư ngồi ở vị trí mắt huyệt thổ huyết mà chết, pháp sư làm phép bị thương hơn nửa. Kotoko trong chớp mắt bị bao vây, cô đọc pháp chú khiến Chiza hiện hình, sau đó cầm lấy gương chiếu rọi muốn để cho cô bé hiện nguyên hình. Hóa ra bởi vì cô bé vẫn luôn bị bố mẹ không quan tâm nên sinh ra oán hận, bây giờ đã cùng Bokiwan hợp thành một thể, muốn diệt tận gốc Bokiwan chỉ có thể giết cô bé này. Lúc này không biết Makoto từ đâu chạy tới, ôm chặt đứa trẻ đối kháng với chị mình. Đứa trẻ này quá đáng thương rồi, cô không muốn con bé phải gặp thêm bất hạnh nữa. Con cùng chạy đến cũng giật lấy tấm gương vứt đi. Lúc này Bokiwan lại ra tay, Kotoko không chống lại được, máu hộc ra càng ngày càng nhiều. Chiza lại cùng Bokiwan kết hợp dùng ma âm hét vang khắp nơi, giải quyết quỷ quái ùn ùn kéo tới. Thấy vậy con ôm cô bé vào lòng, Kotoko nhân cơ hội đẩy người ngã xuống ban công rời xa khu vực chiến đấu, rồi bảo Makoto nhanh chóng rời khỏi. Cô tự mình khóa trái cửa, cùng Bokiwan quần đấu. Đến đi, Bokiwan từ đó biến mất. Cuối bộ phim, con và Makoto trải qua một trận ác đấu, mệt mỏi ngồi bên lề đường, thảo luận về tương lai của Chiza. Cô bé đang ngủ say trên chân của Makoto, giống như đang mơ một giấc mộng đặc sắc. Con rất tò mò Chiza mơ thấy cái gì. Makoto nắm tay cô bé thám thính. Hóa ra những việc nghiêm trọng đã xảy ra trong con mắt trẻ thơ lại không phải là chuyện lớn gì. Vào lúc này, tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, không màng đến tương lai cũng là một việc lãng mạn. Bộ phim đến đây là kết thúc. Mọi người hãy quan tâm đến con cái và dạy dỗ chúng đúng cách.